văn, nhược thủ bạch xương bồ, chủ tam thất biến, hệ trước hữu tỵ thượng, nhất thiết đấu xứ, luận nghĩa xứ, giai đắc thắng tha. Việc dịch: dùng một nhánh bạch xương bồ trì vào 21 biến chú, đeo nơi cánh tay phải, thì tại các nơi đấu tranh, luận nghị đều được thắng lợi. Lược giảng: bạch xương bồ là cây xương bồ trắng, là một loại thảo dược. Quý vị lấy một nhành của cây xương bồ trắng, rồi gia trì chú 21 biến chú và đeo nơi cánh tay phải. Buộc nhánh xương bồ đó vào cánh tay phải, nếu làm như thế thì ở các nơi đấu tranh, quý vị đi đến nơi nào cùng người tranh đấu hoặc luận nghị là cùng người khác bàn luận giải đạo lý đều được thắng lợi. Cho dù tranh luận với ai cũng đều được hơn người, được tài hùng biện thông suốt, không trở ngại. Hán văn: nhược thủ xa xa di diệp, câu kỹ thốn tiệp, lưỡng đầu đồ chân ngư tô, bạch mật ngư tô, nhất chủ nhất thiêu, tận nhất bát đoạn, nhật biệt tam thời, thời biệt nhất thiên bát thiên, mãn thất nhật, chủ sư tự ngộ thông trí tuệ giả. Việc dịch: nếu muốn được trí huệ, nên dùng nhánh xa xa di, chặt thành 1080 đoạn, mỗi đoạn hai đầu, thoa sữa ngưu tô thần chất, dùng sữa ngưu tô hòa với bạch mật, sau đó tụng một biến chú, thì đốt một đoạn. Nên nhớ trong một ngày đêm, chia ra ba thời, mỗi thời tụng chú và đốt 1080 đoạn. Thực hành đúng 7 ngày, chú sư sẽ được trí huệ thông ngộ. Lược giảng: nếu muốn được trí huệ, nếu quý vị muốn đắc trí huệ túc mạng thông, thì nên tu pháp này. Pháp này là mật pháp bí mật của mật tông. Mật pháp thì không thể giảng bừa, không thể rộng nói được. Nhưng kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cũng đã giảng rồi. Đây là mật pháp phải đốt đồ. Vì sao phải đốt đồ vật? Trong Phật giáo mật tông có một loại pháp gọi là hộ ma. Đó là dùng nhiều thứ khác nhau để đốt, như quần áo, y phục, vật thực, trầm hương hay bơ sữa, cho đến những thứ ăn được đều đem đốt đi. Nhưng mật tông có những vị thầy lợi dụng pháp này để chuộc lợi. Họ bảo những đệ tử hãy đem nhẫn ra đốt, hay những thứ nào có giá trị càng cao thì công đức càng lớn. Ông ta giả bộ chỉ cần ngồi đó cầm chuông lên và chỉ niệm chú ù ù ù như thế này để tăng thêm sự màu nhiệm. Như vậy, vì vậy, quý vị đốt chiếc nhẫn vàng của mình và nhiều thứ khác trong đó. Sau khi đốt xong, bất kể đốt hay không đốt, thầy mật tông đều có thể lấy ra bán. Họ sẽ dạy quý vị đốt vàng bạc, càng quý thì công đức càng nhiều. Có nhiều người mê muội, có lẽ đang ngủ say nên chưa tỉnh. Họ không phân biệt được như thế nào là thật hay là giả, cũng không biết là mơ hay là tỉnh. Cho nên những người đó tin rằng đốt vàng hoặc đồ quý giá có công đức. Những trường hợp này tôi gặp rất nhiều. Tuy nhiên ở Hoa Kỳ hiện nay không có tình trạng như vậy, và không có loại Phật giáo mật tông như vậy. Hoặc có những thầy truyền các tín đồ rằng các người sau này cũng sẽ là bậc thầy Kim Cương Thượng Sư, vậy hãy đem đồ quý giá để đốt đi thì mới có nhiều công đức. Sau đó họ sẽ lấy số đồ quý giá đó đem đi bán để kiếm tiền. Tôi thì không biết phương pháp này, cho nên không có bản lĩnh trong việc này. Nên dùng nhánh xa xa di. Xa xa di là cây cầu kỳ tử. Kỳ tử, nhánh là nhánh và cành của nó, chặt thành 1080 đoạn. Cắt làm từng đoạn thành 1080 đoạn. Mỗi đoạn hai đầu thoa sữa ngô tô thuần chất. Mỗi đoạn cây cắt được thì hai đầu đều được thoa sữa bò. Dùng sữa ngưu tô hòa với bạch mật, dùng sữa bò hòa với đường trắng để đốt, giống như trong pháp hộ ma dùng mì, thức ăn, quần áo để đốt. Nhưng nếu quý vị dùng vàng để đốt thì không được đâu, bởi vì cho dù quý vị có đốt vàng thì nó cũng không cháy.
Vậy nên nếu quý vị đốt vàng thì thật vô ích. Để tôi nói cho quý vị biết, nếu trong tương lai có ai đó yêu cầu quý vị đốt vàng, đó sẽ là một lời nói dối. Quý vị đừng có tin. Tại sao? Điều đó không cần thiết chút nào, bởi pháp này phải được đốt bằng sữa bò hòa đường trắng. Tụng một biến chú thì đốt một đoạn. Niệm chú Đại Bi một biến, đốt một đoạn. Đốt 1080 đoạn. Đốt đến hết 1080 đoạn. Ở đây là 1080 đoạn, chứ không phải là 1008 đoạn. Nó cũng dựa trên có số 108, tức là quý vị sẽ phải tụng 10 lần của 108 biến chú. Nên nhớ trong một ngày đêm chia ra 3 thời. Trong một ngày thì chia ra làm 3 thời khóa. Mỗi thời tụng chú và đốt 1080 đoạn. Mỗi thời khóa niệm 1080 biến và đốt 1080 đoạn. Thực hành đúng 7 ngày. Thực hành liên tục trong 7 ngày cho đến ngày thứ 7 là mãn. Chú sư sẽ được trí huệ thông ngộ. Chú sư là người thực hành pháp. Thông ngộ là chính là tự mình khai ngộ. Thông trí chính là túc mạng thông trí huệ. Nếu bạn thành tâm thì sẽ đắc được túc mạng thông. Nếu không thành tâm, quý vị cũng có thể sở mở được một chút trí huệ, nhưng không nhất thiết là trí huệ túc mạng thông. Ha ha ha,